Vừa qua, vụ án Nguyễn Tuấn Khanh ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng vướng vào lao lý vì cưới nhầm vợ trẻ chưa đủ 16 tuổi khiến dân tình bùng lên những luồng ý kiến trái ngược nhau. Liên quan đến vụ việc này, luật sư Hoàng Kim Minh Châu, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để tránh những câu chuyện đáng tiếc như thế này, ai cũng phải biết luật ngoài những yếu tố xã hội và các mối quan hệ gia đình thì nguyễn tuấn khanh ở sóc trăng trước khi sống đời vợ chồng với cô tê cần tìm hiểu kỹ đối tác bằng việc xem xét mức độ trưởng thành khả năng hiểu biết sau đó là giấy tờ chứng minh năng lực hành vi dân sự của cô thì sẽ tránh được việc mất vợ và hậu quả đáng tiếc khác khanh do không tìm hiểu kỹ tuổi của vợ sau đó làm đám cưới sống chung và kết quả là lãnh án tù giam vì tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Tại nhiều phiên tòa, khi được hỏi về hành vi phạm tội, một số bị cáo đã khai rằng họ không biết hành vi của mình bị pháp luật nghiêm cấm, họ không biết hành vi đó phải chịu hình phạt nặng nề. Điều 46 Hiến pháp năm 2013 đã quy định công dân phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Khi một người sống tham gia các mối quan hệ xã hội thì phải tuân thủ quy định pháp luật để đảm bảo tự do sinh sống và hoạt động theo pháp luật công dân được làm những gì mà pháp luật không cấm còn pháp luật thì công bằng với tất cả bởi vì pháp luật có tính quy phạm phổ biến tính bắt buộc chung và tính rõ ràng chặt chẽ về hình thức ban hành theo đó khi một người đạt đến độ tuổi được pháp luật quy định có đầy đủ năng lực nhận thức về pháp luật thì mặc nhiên được suy đoán đọc hiểu luật đã được ban hành phổ biến trước đó ngoài những yếu tố xã hội và các mối quan hệ gia đình thì nguyễn tuấn khanh ở sóc trăng trước khi sống đời vợ chồng với cô tê cần phải biết rõ độ tuổi của cô bắt đầu bằng việc xem xét mức độ trưởng thành khả năng hiểu biết của cô sau đó là giấy tờ chứng minh năng lực hành vi dân sự của cô thì sẽ tránh được việc mất vợ và mất cả một phần đời đáng tiếc của mình Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa xét xử phúc thẩm vụ án giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Khanh. Bị hại trong vụ án là cô gái đã từng được gia đình đứng ra tổ chức đám cưới và sau đó cô về chung sống một thời gian với Khanh. Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt Khanh 18 tháng tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, giảm một nửa mức án so với án sơ thẩm. Tháng 11 năm 2020, Nguyễn Tuấn Khanh gặp TTNT tên viết tắt khi T cùng mẹ đến nhà Khanh thu tiền hụi. Từ đó cả hai có tình cảm với nhau, đến tháng 3 năm 2021 thì hai bên gia đình tổ chức lễ cưới. Sau lễ cưới, cả hai sống đợi vợ chồng tại nhà của Khanh ở phường 1 thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Cuối tháng 6 2021, họ xảy ra mâu thuẫn nên T về nhà mẹ ruột sống. Ngày 22 tháng 7 năm 2022, mẹ T có đơn tố giác gửi công an thị xã Ngã Năm, nêu rằng Khanh có hành vi quan hệ tình dục với T khi T chưa đủ 16 tuổi. Tháng 5 năm 2023, Khanh bị tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm đưa ra xét xử sơ thẩm về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trình bày tại phiên tòa, cả Khanh và luật sư bào chữa đều đề nghị hội đồng xét xử xem xét trưng cầu giám định tuổi của bị hại. Theo Khanh Khanh hoàn toàn không biết tê chưa đủ 16 tuổi khi tổ chức lễ cưới khi Khanh hỏi t bao nhiêu tuổi thì mẹ tê nói sang năm 2021 là đủ 18 tuổi Tuy nhiên sau này mới phát hiện giấy khai sinh của t ghi tê sinh ngày 17 tháng 7 năm 2005 sau khi xem xét hội đồng xét xử đã phạt Khanh 3 năm tù còn buộc Khanh bồi thường 8 triệu 940.000 đồng do xâm phạm danh dự nhân phẩm uy tín của bị hại về đề nghị giám định để xác định lại tuổi của bị hại. Hội đồng xét xử nhận định, dù bị hại không có giấy chứng sinh, nhưng các giấy tờ khác của bị hại không có mâu thuẫn. Đồng thời, giấy khai sinh của bị hại được Ủy ban Nhân dân Thị trấn Ngã Năm, nay là Ủy ban Nhân dân phường 1 cấp, vào ngày 29 tháng 8 năm 2005, là chưa trễ hạn. Từ khi được cấp đến nay, cũng không có ai khiếu nại hay có cơ quan nào thu hồi và bị hại vẫn sử dụng giấy khai sinh này vào việc đi học lý giải việc tổ chức đám cưới năm 2021. Khanh cho biết do hai bên gia đình hẹn thời gian này tê mới đủ 18 tuổi. Khi tổ chức đám cưới xong, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cả hai quyết định sẽ đăng ký giấy kết hôn trễ. Tuy nhiên, hơn 3 tháng sau thì xảy ra vụ việc. Khanh cũng cho hay đang chờ bản án của tòa cấp phúc thẩm để tiếp tục làm thủ tục đề nghị kháng nghị giáo đốc thẩm. Nguyễn Tuấn Khanh ở thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng, bị kết tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi. Mức án mà tòa phúc thẩm vừa tuyên phạt Khanh là 18 tháng tù giam đã giảm một nửa so với án sơ thẩm. Bị hại trong vụ án chính là cô gái đã được cha mẹ tổ chức hôn lễ rồi chung sống một thời gian với Khanh. Tháng 11 năm 2020, Khanh gặp TTNT, tên viết tắt, khi tê cùng mẹ đến nhà Khanh thu tiền hội. Cả hai có tình cảm với nhau từ đó. Hùng Nhân Đại sự đã có cha mẹ lo nên tháng 3 năm 2021, Tê lên xe hoa về nhà Khanh, cùng nhau sống đời vợ chồng. Cuối tháng 6 năm 2021, hai bên phát sinh mâu thuẫn nên Tê về nhà cha mẹ. Ngày 22 tháng 7 năm 2022, mẹ của Tê tố cáo Khanh có hành vi quan hệ tình dục với Tê khi Tê chưa đủ 16 tuổi. Theo Khanh, Khanh hoàn toàn không biết Tê chưa đủ 16 tuổi khi tổ chức lễ cưới. Khi Khanh hỏi Tê bao nhiêu tuổi thì mẹ Tê nói sang năm 2021 là đủ 18 tuổi. Tuy nhiên sau này mới phát hiện giấy khai sinh của Tê ghi Tê sinh ngày 17 tháng 7 năm 2005. Theo luật sư Nguyễn Sơn Lâm, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, trong vụ án này, các cơ quan tố tụng chưa điều tra đối với hành vi của cha mẹ Tê. Việc tổ chức lễ cưới cho con gái mình khi biết con chưa đủ tuổi kết hôn là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi tổ chức tảo hôn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Theo khoảng 1 điều 58, Nghị định số 82 trên 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thì cha mẹ của T có thể bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng về hành vi tổ chức tảo hôn. Ngoài ra, hành vi tổ chức tảo hôn còn có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 183 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2018, với mức phạt là phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm đối với hành vi là tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Tuy nhiên, cha mẹ của T chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tảo hôn nên không thể xử lý về tội theo Điều 183 Bộ Luật Hình Sự được. Mặt khác, về mặt ý thức chủ quan, cha mẹ của T nhận thức rõ nếu hai bên đã làm lễ cưới thì giữa T và Khanh sẽ có phát sinh quan hệ tình dục, đồng nghĩa với việc có hành vi vi phạm pháp luật về hình sự, về hình sự sẽ xảy ra, nhưng vẫn tạo mọi điều kiện cho Khanh thực hiện hành vi phạm tội. Việc tạo điều kiện cho một cá nhân phạm tội của cha mẹ T đã có dấu hiệu của đồng phạm giảng đơn xảy ra theo Điều 17 Bộ Luật Hình Sự. Cụ thể, cha mẹ của Tê có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi với vai trò đồng phạm là người giúp sức cho Khanh phạm tội. Nguyễn Tuấn Khanh ở thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng bị kết án tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Bị hại chính là cô gái từng cùng Khanh tổ chức đám cưới và sau đó chung sống một thời gian với Khanh. Tháng 3 năm 2021, Khanh tổ chức lễ cưới với TTNT tên viết tắt, sinh ngày 17 tháng 7 năm 2005, có sự chứng kiến của hai bên gia đình. Sau lễ cưới, cả hai chung sống tại nhà của Khanh. Cuối tháng 6 năm 2021, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên T về nhà mẹ ruột sống. Đến ngày 22 tháng 7 năm 2022, mẹ T tố cáo Khanh quan hệ tình dục với T khi T chưa đủ 16 tuổi. Tháng 5 năm 2023, Tòa án Nhân dân thị xã Ngã Năm phạt Khanh 3 năm tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Cả Khanh và luật sư của Khanh đều yêu cầu hội đồng xét xử trưng cầu giám định tuổi của bị hại. Tuy nhiên, theo hội đồng xét xử cấp sơ thẩm, dù bị hại không có giấy chứng sinh, nhưng các giấy tờ khác của bị hại không có mâu thuẫn. Từ khi bị hại được cấp giấy khai sinh đến nay, không có khiếu nại hay có cơ quan nào thu hồi, bị hại vẫn sử dụng giấy khai sinh này vào việc đi học do không có tài liệu chứng cứ khác cho rằng có nghi ngờ về tính chính xác về độ tuổi của bị hại, nên không có căn cứ để giám định độ tuổi. Cấp phúc thẩm sau đó cũng không chấp nhận giám định tuổi, nhưng có giảm một nửa mức án cho Khanh. Việc xác định tuổi của bị hại dưới 18 tuổi căn cứ vào một trong các giấy tờ, tài liệu như giấy chứng sinh, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, căn cứ công dân, sổ hộ khẩu, hộ chiếu, trường hợp không xác định được năm sinh thì phải tiến hành giám định để xác định tuổi. Như vậy, nếu bị hại không có giấy tờ xác định được năm sinh hoặc sau khi áp dụng các biện pháp xác minh khác mà không xác định được năm sinh thì sẽ trưng cầu giám định để xác định độ tuổi. Trong vụ án này, bị hại có giấy khai sinh, xác định rõ năm sinh, do đó không thuộc trường hợp phải giám định. Trong khi đó, trao đổi với báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Tri Đức, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nói: để xem xét toàn diện vụ án, cơ quan chức năng cần giám định để xác định độ tuổi của chị Tê, bởi lẽ đang có sự mâu thuẫn bất nhất giữa thông tin mà người thân của chị Tê cung cấp ban đầu trước khi cưới, nói chị Tê đã đủ 18 tuổi, sau đó lại tố cáo. Trong khi không có giấy tờ chứng sinh, không làm việc được với người đỡ đẻ cho mẹ chị Tê. Ngoài ra, theo quy định thì kết quả trưng cầu giám định và giấy khai sinh đều là nguồn chứng cứ dựa theo nguyên tắc có lợi cho bị can bị cáo thì cần phải trưng cầu giám định để có thêm căn cứ xác định độ tuổi của bị hại kết quả giám định là một nguồn chứng cứ để cơ quan tiến hành tố tụng tham khảo và đối chiếu so sánh với các chứng cứ khác trong vụ án